Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay là cuộc chiến lâu dài, không có hồi kết. Trong khi đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không từ bỏ âm mưu hoạt động chống phá các thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, ý ưu việt của chế độ và sức mạnh của quân đội ta. Vì vậy, việc tham gia đấu tranh trên không gian mạng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của mỗi chúng ta, trong đó có cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, học viên, hậu cần. Thank you.
Thank you.
hoa của đoàn nghệ thuật của chúng với hoa ai đến đây là hết. Một lần nữa xin kính chúc thủ trưởng, ban tổ chức và giám khảo cùng toàn thể công chí sức khỏe, hạnh phúc.